Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình đang đi săn mọi người ạ. Bắt đi chào cái nhà. Hello mọi người nhá. Hôm nay anh em mình ra đồng săn, nhưng mà không phải là săn chuột đâu nhá mọi người nhá. Ở bên trên nhà mình hơn chục cây ấy, thì có một con lợn rừng nó bị sổng, bây giờ nó đang phá kiểu hoa màu của mọi người ở đây ấy. Thế là anh em mình ra đây để săn bắt nó, bắt nó để đi tìm nó. Chỉ có một khu đồng nhỏ nhỏ này thôi, rất là thoáng mà không tài nào bắt được nó. Con này nó kiểu sắp thành tinh rồi. Có 18 đến 20 cân thôi, nhưng mà nó kiểu nó khôn quá rồi, bị bắt trượt mấy lần. Hôm nay anh em mình đem đàn chó săn ra để úp sọt nó. Trong cái góc kia mà bắt nó. Ngủ ở đây à? À, trong cái góc kia hả? Trong cái góc cây chỗ kia ra. Ngủ ngay đấy á? À. Thế mà không bắt được nó. Ông anh ông vụt vượt, bắt nó một khi đi mất. Chục. Đúng lên trong cái xe này à. Ây. Tức là tối nó ngủ ngay để nhắp kia mà không. Giống chắc ở trong ấy nhá. Cá mau đấy chứ. Giống không bà? Giống không bà? Lợn có phá rau nhà bà không à? Đấy đó mọi người, các bà đang bảo là nó phá hết mạ nhà các bà rồi. Hôm nay phải lên đây bắt bằng được nó thì thôi. Lợn nếu mà có cái hởi cái nhanh lắm đấy. Hôm nay khoảng tầm hơn anh em mình hơn chục người đi nhá. Đây nè. Nó hũi đầy. Mới chỉnh nè. Đấy, những cái chỗ nó hũi này. Nó hũi mồm. Cái hàng này dính chuột đấy. Cái này này đang đi chuột đấy, con tao đấy. Đuổi chuột rồi, đuổi chuột. Vô lý mà quanh cái khu này mà không tìm thấy nó thì vô lý nhỉ. Sao không đem bazooka ra cho nó một bùm? Chó đâu hết rồi? Ai nó bơi qua đấy kìa. Quanh nơi đây mà. Không. Mới ra một tháng đâu thành. Đây. Bùn. Đây. Ở những cái ruộng cỏ này mà dân ở đây không bắt được.
da nó hụi. Đó. Đây, toàn chân là vết chân lợn đấy nha mọi người nhá. Đấy. Đây, đây nó da nó xéo. Ơ có mỗi một con à anh? Một con mà. Ô trời. Đây mà một đàn nhỉ. Hôm nay mà không tìm được thì lạ. Không, nó chỉ đi xung quanh. Không, nó không có dân đâu. Trước em dồn sang tận bên kia mà còn mấy ngày tưởng mất rồi sao mới về đây. Nó vẫn về. À. Ngày nó ở nó. Ngày nó phải ngày khéo nó đi xa xa nó nú ở chỗ rậm rậm đấy. Ừ, khắp khu rậm. Ừ, khắp khắp những cái khu tít trên kia rồi nhỉ. Sang tận bên kia nữa. Em sợ nó ban ngày nó ơi. Ơi. Con bạch nó ở dưới này. Đúng rồi, nó hay nằm bụi chuối này. Vào khắp những khu bụi chuối bụi trước này xem. Nó thấy người nằm im lại khôn lắm ấy. Ơ, con nó nọ rồi. Ơ, đây, đây. Con em đi qua, nó nằm im. Nằm im à? Đây, đây, đây. Đây, đây, con nằm im. Con này thành tinh rồi. Mới sổng có một tháng mà nó khôn thế à anh? Hơn tháng rồi. Không biết là đâu ai tự nhiên có người nhìn thấy chứ mất đâu. Mới hôm trước cái thằng đi béo vụt hụt nó không biết bao nhiêu lần rồi. Nhà cái sổng không biết mẹ. Người thì bảo là của nhà nào nó mua ở trên rừng về bắt đầu nó nhốt bị nhỏng. À. Nhà thì bảo là nó bị sổng nó một tháng này. Nó bảo để cho nó tinh tinh vài hôm rồi nó về lại rình rình đấy. Không, nếu mà nó đã xác định nó ở đây nó chỉ quanh tất cả những cái khu này mình. Mình cứ tìm thôi. Nó chủ xị ở đấy đây, đây đây bà ơi. Này cứ dành nha. Dạ. Mấy hôm sau lại thấy nó về trên đồng trên A Long đằng đấy cả. Buồn này. Ai mà hôm trước bọn em mà bọn cháu đuổi nó chạy tiếp về sang bên này này. Thế bảo thôi kẹo con này là nó chạy mất rồi. Không nghĩ gì là nó về đây đâu. À, chú bảo cái ruộng cỏ nó như gì kia mà nó phải tầm 20 cân nó đi không động cỏ gì. Đâu hiểu nó đi cái kiểu gì mà đi vào cái ruộng cỏ nhìn tất vết nó đi mới cả nó xóe cái này. Nó khôn quá, khôn. Nó ở đây này thì mẹ nó tính. Động người. Nhưng mà dưới này là chăn làm gì nó nằm được. Không, em nghĩ là dưới này thì nó không ở đâu. Tại vì dưới này là chăn nước, chăn chìm mà. Không, nhưng mà bây giờ nếu mà sáng nó ra là kiểu gì chó này là thấy hơi nguội. Chó nó chả thấy hơi đúng không? Không, người sợ hôm qua bọn anh này đuổi nó. Mấy hôm nay đuổi thông rồi chả phải nào. Hôm qua nó không đi ăn lên. Chỉ hôm qua bọn em định là đem chó đi nhưng mà xong nó mưa lại quay về này. Vô lý thật. Chỉ có một khoảng đồng với kia thôi nhá mà vẫn không thấy nó đâu. Đang nghĩ là nó sẽ xuống chằm. Xuống chằm này thì chịu. Sụt đến bụng. Đến rừng còn chạy được chứ ở dưới chằm này thì xác định chịu. Đi đi bây giờ nó phọc phát từ ruộng ngô ra nhỉ. Nó nằm ở búi nào ấy mà. Rồi, phát hiện ra một chỗ nó nằm nha mọi người nhá. Cái chỗ này nó cũng mới đấy chứ có phải cũ đâu. Ờ, sợ nó nằm ngoài chằm thôi. Ôi! Thấy rồi kia kìa, ui bé mà chạy lên rồi thấy nó rồi.
Tớ làm mi được đấy. Tiến chân kia rồi. Tiến chân kia rồi. Ôi không có cây gì đâu bà. Bé nó cắn đấy. Thấy rồi nhá mọi người nhá. Mi một. Không. Đây đây đang cắn nhau rồi. Đang dưới nước, đang dưới nước. Đây con vun đang cắn rồi. Chết mày. Bắt lên ơi. Kìa. Đấy từ đó. Vào đây. Đúng rồi đây. Ơi. Này. Vào đây. Rồi bắt lên rồi. Rồi. Chết này. Vào đi vào đi gì ơi. Wow. Về như đi ăn kẹo. Rồi. Wow. Trời, trong vòng à. Đáng định đi di chuyển sang chỗ khác thì chó nó thấy. Con này bé. Giết nó. Giết nó. Cắt. Con này làm gì được? Được 15 cân. Nó dìm chết rồi. Wow. Con này sổng ra khá lâu rồi mọi người nhá. Hơn một tháng. Hơn một tháng thì nó phá bao nhiêu hoa màu của người dân rồi. Ờ đúng rồi. Tôi cứ nói. Anh là chết luôn này em hỏi rồi. Ôi thế mà mãi. Mãi nó mới chịu ra nhờ. Bé. Rồi đi lại đi lại không. Phải nói là bọn này nó khôn quá. Nó bé. Nó nằm im. Bé nữa. Chạy đồng dáng rồi. Con này là ngon rồi. Nhưng mà bây giờ chắc tầm 15 cân này nhỉ? Con này quay cả co thì ngon. Đây nhá, thấy chưa mọi người? Móm dại rồi. Nào, vút. Vút ơi. Đấy, mọi người thấy chó săn của anh em mình á, chiến chưa? Lúc đáng định thấy nó sủa. Rồi, lại đuổi đấy. Chạy thế nào được? Không thể chạy. Thằng kia hôm nay bôi ra cắn nó. Thằng kia ra cắn đầu tiên này. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi, cắn tỏi mơ ra. Phải thôi. Này các gì? Này các gì luyện tập cho chó? Chưa được chạy. Vừa chạy được từ. Vừa chạy từ ruộng ngô kia. Vòng 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 sang đây rồi. Là bắt được luôn. Ôi. Ôi. Con bùn nó cắn chắc đấy. Cầm lấy mồm con lợn đấy. Chết à? Chết con bùn lại. Chết chết chết. Quên ạ. Không đuổi. Lúc nó đang sủa. Lúc đang sủa mình đang định ngừa. Đang định kia. Đây nha mọi người nhá. Vẫn sống đấy, vẫn sống đấy. Cắt tiết tốt. Chó này. Cắt tiết tốt. Con mày này đi. Vẫn sống, vẫn sống. Thôi, bạch thôi. Nào, bạch, bạch, bạch. Lại như vương, vương, vương. Vàng thương à. Không, sách chó không, không ngồi đi nhỉ đấy. Đang định ngồi máy quay sang ruộng ngô cho nó sủa, thấy lợn phọt ra luôn. Con ngay chưa? Phọt nhanh. Phóng vèo hạt. Chết à? Chết con này lại đây. Chết à? Nào. Vẫn sống, vẫn sống. Chết. Bách. Tí nữa. Vẫn thở nhưng mà sắp chết rồi. Hay mang về xả. Đánh được tiết canh. Tôi chơi.
Sách. Vương ơi, Vương ơi. Anh đưa anh cầm cái mồm nó ấy. Sợ nó cắn không? Ôi chết tòi rồi. Đấy, lớp ngoài. Cầm cái mồm nó ấy. Nào Bạch, thôi. Bạch thôi. Cầm cái mồm nó anh ạ. Đấy. Nào, Bạch. Dày mà chạy khỏe hết. Ôi. Mình chưa? Mình đang định kia đổi hướng theo kia một. Thấy nhận thấy nó phi quá mà đi. Đấy. Đây mà không có chó thì khó bắt nó. Kinh thật nó quay. Không không có chó thì khó bắt nó. Vẹo bắt luôn. Chờ đã về đến nhà rồi nhá mọi người nhá. À, đang đợi Mao Đệ đi sau đây. Đấy. Hàng về rồi đây. Thích quá. Đấy. Rồi xem thịt lợn ra lợn rừng sống. Hôm nay làm món gì bây giờ nhờ? Nướng lắm không ạ? Nướng khoanh á? Chỏ. Cho ra mâm xem nào. Đấy nhá. À, anh em mình lấy một nửa về liên hoan ở nhà. Đó. Nạc không? Nạc lắm. Không tí mỡ nào luôn ý. Không có mỡ chẳng có. Không có mỡ thật. Da một tháng. Da. Đây là da nhá. Ôi, ngon đấy, có thể ngon đấy. Có xào. Một nửa xào rồi nướng. Nướng á? Một nửa xào rồi nướng. Nướng. Cũng được. Hay là nướng cá? Nướng ngon mà. Nướng mẹ thật. Hay nướng cá? Nướng nửa thôi. Nướng tí chỉ. Thái ra nướng được nhiều. Hả? Thái ra nướng. Thái ra nướng á? À, nướng xiên á? Cũng được. Ngon hơn đấy. Thái ra nướng xiên mà. Và bây giờ anh em mình sẽ chế biến cái món lợn rừng sổng đấy nhá mọi người nhá. Mình thái. Thái ra nướng xiên à? Nướng xiên. Ok, cũng được. Lọc mỡ à? Lọc nướng xiên. Nướng hay nào? Nướng hay thế nào? Lọc ra được nhiều. Vâng ạ. Quyết định sẽ không nướng tảng nữa nhé mọi người nhé. Sẽ lọc ra và nướng xiên vừa nhanh và nó sẽ ngon hơn, được nhiều hơn xương để nấu kia. Đấy, sẽ gắp. Ôi là tái chanh như kia. Đây. Đấy nhá. Nạc chưa? À, chó cắn là hơi bị thâm một tí. Lọc hết ra nướng tất nhỉ ông nhỉ? Có sao không? Nhưng mà cháu nghĩ là nó thịt nó mềm nhỉ? Nướng tất. Trong kia con thịt lợn nhỉ? Đến nướng tất, nướng xiên. À, có xiên chưa? Để cháu đi lấy xiên. Có xiên ở trong kia. Hôi bổ bố nhỉ? Không, là gồng nó to hơn. Đấy mọi người. À, đây là một món nhá. Hay là lợn rừng nướng lá mốc mật. Đấy. Do anh Thân Trần chỉ đạo. Đấy. Còn cái này không biết là nấu món gì đấy. Xương mấy cả đầu mấy cả sủ xiếc của nó để nấu chuối. Còn cái này là luộc à? Luộc hấp à? Đấy, xa. Ngon chưa? Đây này, Tiến Vượng đang nhóm bếp để nướng à? Sao trời tiết lạnh này mà toát mồ hôi đấy nhỉ? Lâu lắm rồi anh em mình mới ăn thịt lợn nướng xiên nhá mọi người nhá. Móng mật. Căn bản là tại con lợn này ngon quá, với lại cũng ít nữa. Cũng định nướng tảng đấy, nhưng mà thôi. Nướng đến đây cho dễ gắp. Đây. Người xem này. Mình sẽ lấy một miếng da ra nhá. Giòn lắm. Đây. Thôi được, lấy miếng trên vậy. Miếng nào cũng ngon. Nó mềm mà ngon. Chín được tầm này thôi. Không nướng nữa mà ngon, nướng quá nữa nó chín quá mất ngon. Thế là ngon lắm rồi. Ui, già nó lên. Đấy, tái tái này, mình thích tái tái kiểu này. Quên, mời mọi người nhá. Ngon lắm.
rửa hết chó vào liên hoan cùng anh em.